Rồi, chào các bạn. Thì bây giờ video kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái roadset bằng ASP.NET thuần. Thì ở đây chúng ta sẽ vào trong file, chúng ta chọn là new, chúng ta sẽ tạo một cái roadset ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm vào một web, ở đây chúng ta sẽ chọn là ASP.NET. Chúng ta sẽ lưu vào trong một cái thư mục hồi nãy mình vừa tạo. Ở đây chúng ta sẽ lưu vào ổ D với thư mục là ví dụ thực hành ASP, chọn select folder. Rồi ở đây chúng ta sẽ đặt tên luôn, ví dụ như là ví dụ thêm sắp sửa đi, ví dụ là insert set delete như vậy. Rồi chúng ta nhấn ô, ok. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn theo cái dạng là có code phát sinh, chúng ta không có chọn theo cái dạng là empty, mà nó chọn vào đây. Và chúng ta sẽ lưu ý bấm vào đây, chúng ta không có cần phải thêm cái phần chứng thực ha, bỏ này đi. Sau đó chúng ta nhấn ô, ok. Đây, sau khi tạo xong thì mình sẽ giới thiệu cho chúng ta về cái cấu trúc của cái đồ test này. Thì chúng ta nhìn ở đây, chúng ta để ý ở đây thì nó sẽ có những thành phần sau. Chúng ta lưu ý cái đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm chính là cái size master. Thì đây là giống như là một trang chủ, một trang chính để các trang con nó thừa kế. Thì chúng ta có thể click vào, chúng ta xem code. Chúng ta click vào đây, chúng ta xem code. Thì ở đây chúng ta lưu ý nè, nó sẽ có cái phần head, nó sẽ có cái phần HTML, phần head. Và trong phần head này nó sẽ kết nối với tất cả những cái file JS hay là CSS. Thì nó kết nối cái phần file JS hay là nghĩa là file JavaScript thì nó nằm ở trong cái file app spark này, trong phần bundle này. Chúng ta để ý ở đây nó sẽ có kết nối đây và kết nối một số file Ajax, rồi kết nối đến một số file khác ở đây. Rồi tiếp theo chúng ta coi lại trong phần size này thì chúng ta lưu ý là nó sẽ có một cái form và những cái đoạn code được chạy, code về JavaScript được chạy bởi câu lệnh này. Và cái đầu tiên của cái này là đây là một cái phần menu, menu có chế độ là responsive, nghĩa là chế độ vừa ở trên desktop và ở trên mobile. Rồi phần nội dung, chúng ta lưu ý cái thành phần content layholder này nó sẽ sử dụng cho các trang con thừa kế. Lưu ý cái phần này, mình nhắc lại ở đây, cái phần này là các trang con, các trang con sẽ thừa kế, kế thừa. Đó, lưu ý đó ở cái khúc này. Rồi, chúng ta lưu ý ở, ở trong cái phần size master này, nếu mà chúng ta có bao nhiêu cái content layholder này thì trang con sẽ thừa kế bấy nhiêu vị trí. Chúng ta nhìn ở đây,
Ở đây thì chúng ta chỉ thấy một cái, thì tí nữa chúng ta sẽ tạo ra những cái trang con, thì trang con sẽ thừa kế từ cái phần này. Rồi bây giờ mình sẽ tạm dừng cái video cái cách tạo rosette. Chúng ta lưu ý là nó sẽ chạy từ cái phần từ trên xuống dưới. Rồi ở đây nó cũng có một số cái file mà cần cấu hình, thì cái phần những cái file này mình sẽ nói ở những video sau. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái file global là ý nghĩa là gì thì mình sẽ nói kỹ sau. Còn ở đây chúng ta lưu ý là cấu trúc cái này thì nó sẽ có một trang size này, và những các trang con sẽ thừa kế từ cái trang size master này. Rồi mình xin tạm dừng cái video ở đây.